Đúng vào lúc này, La Mền Vũ đột nhiên cảm thấy ánh sáng xung quanh trở nên mờ đi. Nháy mắt sau đó, cảnh vật bên người đều lướt phèo qua. Căn bản hắn không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ mười mấy giây sau đã bị đường chấn hòa mang tới một nơi khác. Sinh mệnh năng lượng lồng đậm đập vào trong mặt. Phía trước là một rừng cây cỏ hơi nước tràn ngập. Rõ ràng sau rừng cây kia, hẳn là hải thần hồ. Đường chấn hoa đi ở phía trước, La Mền Vũ vội vàng đuổi theo. Xuyên qua khu rừng cây, thứ xuất hiện trước mặt bọn hắn là một căn nhà gỗ nhỏ với một khoảng sân còn phía trước. Cả khoảng phía sau chính là hải thần hồ mênh mông vô bờ cùng với vĩnh hằng trì thụ cao ngất trời, hồ nước trong veo. Vĩnh hằng trì thụ to lớn, căn nhà gỗ đơn giản, mọi thứ kết hợp với nhau có một loại mỹ cảm kỳ lạ. Cánh cửa nhà gỗ mở ra, bên trong chuyển tới một giọng nói trong trẻo. Có bằng hữu từ phương xa tới, thú vị đấy, tên quỷ lời thôi, làm sao người lại rảnh rỗi mà tới chỗ của thả thế này? Mọi người bước ra từ trong một căn nhà gỗ, người này mặc một bộ áo trắng, dáng vẻ hoàn toàn tương phản với đường chấn hòa lồi thôi. Có thể dùng bốn chữ, không dính một hạt bụi để hình dung, mái tóc dài màu đen chỉnh tề trải thẳng sau đầu, mày kiếm mắt trắng, tướng mạo đường đường. Hắn nhìn qua chỉ có vẻ tuổi tác không chênh lệch với Tần Trường An là bao, nhưng đôi mắt trầm tĩnh kia lại thâm thúy như biển lớn mênh mông, khiến cho người ta vừa nhìn liền khó mà quên được. Đường Nguyệt, người muốn chết hả? Đường Chiến Hòa lạnh lùng nói, vẫn táo bạo như vậy khó trách. Nói đến đây, nam tử được Đường Chiến Hòa gọi là Đường Nguyệt đột nhiên ngừng hắn, bởi vì hắn đã cảm nhận được một cách rõ ràng, vì trước mặt của mình đã chuẩn bị bạo phát. Chiến Hòa huynh mang tiểu đệ này tới đây làm gì vậy? Đường Nguyệt lúc này vùng tay lên, không biết lúc nào trong bàn tay của hắn đã có thêm một chiếc quạt. Hắn phẩy phẩy ra chiếc quạt rồi với tốc độ dáng thoải mái nhàn nhã. Là đệ tử của ta mới thu. Hiền Vũ, bái kiến Đường Nguyệt lão sư đi. Đường Chiến Hòa lúc này chỉ La Mền Vũ bên cạnh mình. La Mền Vũ vội vàng tiến lên bái hai bước. Lão sư, ngài khỏe chứ? Ánh mắt của Đường Nguyệt nhìn về phía của La Mền Vũ. Hắn lập tức có một loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Trong lòng thầm nghĩ, thật là một tiểu tử lanh lợi. Đường Nguyệt luôn luôn thích sạch sẽ, cũng ưa thích những người có tướng mạo tốt. Cho nên vừa thấy La Mền Vũ, hắn lập tức tăng hào cảm với tiểu tử này sẽ nói. Không tệ, không tệ, không nghĩ tên tiểu quỷ lôi thôi như người, còn có ánh mắt như vậy. Có điều chỉ sợ đứa nhỏ này học với người có chút lãng phí, không bằng nhường cho ta, thế nào? Nghe hắn nói cái câu này, thế nhưng Đường Chiến Hòa lại không nổi giận có cách nào kỳ lạ, ngược lại là kinh ngạc nói, làm sao ngươi chuẩn bị rời núi thu đồ đệ rồi hả? Đường Nguyệt lắc lắc cây quạt, ta chỉ nói một chút thôi, ta cảm thấy đứa nhỏ này theo người khá là đáng tiếc, thu đồ đệ cái gì chứ, ngươi còn không biết tính cách của ta sao, ta lười biếng quen rồi, nào có thời gian dạy bảo đồ đệ, mỗi ngày uống chút rượu, trông giữ hải thần hồ một chút, quả thực là tháng ngày thần tiền cũng không muốn đổi. Đường Chiến Hòa nhích miệng, ngươi cũng chỉ có cái tính cách không ồm chí lớn này thôi. Được rồi, tên đệ tử này của ta đối một sở, tu luyện ở trong hải thần hồ, nhanh dẫn đường, đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Đường Nguyệt có một chút kinh ngạc nhìn về phía của La Mền Vũ, ba viên huy chương vàng, đứa nhỏ này hẳn là học viện mới đi, hắn lấy đâu ra huy chương, không phải là người cho hắn đấy chứ, quy tắc cũng không thể làm hỏng đâu. Đường Chiến Hoa hiền ngang lẫm liệt mà nói, ta là cái loại người đó sao, là ta sợ tiền bị bệnh nghi ngờ lung tung như người, cho nên ta mới tự mình dẫn hắn đến đây, huy chương đều là chính hắn thu hoạch. Đệ tử này của ta chính là quán quân đợt vừa rồi, thu hoạch 3 viên huy chương vàng thì tính là gì? Đường Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, quán quân học viên lại tới chỗ ngươi, mà vị kia là nhà ngươi cũng đáp ứng sao? Có vẻ Đường Chiến Hòa rất hài lòng đối với mấy chữ vị kia nhà ngươi. Ánh mắt hắn trở lên trên hỏa hoãn rất nhiều, ngạo nghễ nói, đúng vậy, mặc dù trên danh nghĩa thì chúng ta không ở cùng một chỗ, nhưng lòng của chúng ta vẫn luôn luôn cùng một nơi, nàng làm sao có thể không nghe ta, không hướng về ta. Đường Nguyệt nhếch miệng rồi nói, có bản lĩnh thì người cũng nói như vậy khi có mặt nàng đi, vậy ta liền phục người, đi theo ta. Hắn vừa nói, một bên quay người bước vào trong nhà gỗ, Đường Chiến Hòa cũng mang theo La Mền Vũ đi vào căn nhà gỗ, La Mền Vũ liền phát hiện, trong nhà đều dùng vật trang trí bằng gỗ làm chủ, trang nhã tươi mát, trên bàn gỗ trưng bày một chút đồ sứ màu xanh, mơ hồ là có mùi rượu truyền đến, mà điều làm cho hắn kinh ngạc nhất, chính là khi bước vào căn nhà gỗ này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác như bước vào một thế giới khác.
dường như khác biệt hoàn toàn ngoài giới, có vẻ là hồn lừng gợn sóng, nhưng hắn lại không cách nào cảm thụ được rõ ràng. Không nên cảm thụ quá cẩn thận, người cấp độ không đủ liền rất là dễ bị cắn trả. Vòng phòng hộ ở đây ở cấp độ năng lượng quá cao. Đường Chiến Hoa đưa tay vỗ vào của Lam Yên Vũ một cái. Lam Yên Vũ lập tức cảm giác được như là có một dòng nước nóng chuyển khắp toàn thân, cảm giác quái dị lúc trước lập tức yếu đi rất nhiều. Đường Nguyệt quay đầu nhìn bọn hắn, cũng không nói gì. Hắn đi đến nơi tận cùng căn nhà gỗ rồi đưa tay đẩy ra. Lúc này Lam Yên Vũ mới phát hiện bên sườn bên trong của căn nhà gỗ này còn có một cánh cửa. Trong cánh mắt cánh kia là mở cửa ra, một cỗ sinh mệnh năng lượng lồng đậm đến cực điểm, thậm chí là lồng đậm đến mức làm cho người ta khó hô hấp được lập tức đập vào mặt. Lam Miên Vũ rơi vào trạng thái ngây ngốc, thân thể của hắn lập tức sáng lên một tầng xanh mơn mởn, vòng xoáy huyết mạch như đột nhiên bừng tỉnh lại, nó kịch liệt chấn động một cái, sau đó liền bắt đầu điên cuồng hấp thụ sinh mệnh năng lượng. Lần này Đường Nguyệt đã thật sự kinh ngạc, thể chất thân hòa sinh mệnh năng lượng, hắn vừa nói, một bên đưa tay chụp tới đường hướng của Lam Miên Vũ. Đường Chiến Hoa lập tức nắm bàn tay của hắn rồi đẩy ra, quân tử động khẩu không động thú, đây là đệ tử của ta, người muốn làm gì? Đường Nguyệt nhìn Đường Chiến Hoa một chút, lại nhìn Lam Yên Vũ một chút, khuôn mặt vốn ôn nhuận như là ngọc đột nhiên trở nên có chút âm trầm. Làm sao ta không biết lần này học viện mới lại có người có thể chấn thần hòa sinh mệnh năng lượng? Làm sao ngoại viện không có hồi báo? Đường Chiến Hoa có một chút đắc ý nói, chuyện ngươi không biết thì còn nhiều, ngoại viện không hồi báo thì ngươi có việc tìm bọn hắn, nhanh nhường đường, cứ theo quy củ mà làm việc. Đường Nguyệt không hỏi thêm gì, chỉ là nhíu chặt lông mày rồi tránh ra. Đường Chiến Hoa kéo Lam Hiền Vũ, mang hắn bước ra khỏi nhà gỗ. Ngay trong nháy mắt Lam Hiền Vũ bước ra khỏi nhà gỗ, hắn cảm giác thấy toàn bộ thế giới cũng trở lên trên không giống lúc trước. Mọi thứ trước mắt đều là biến thành màu xanh biếc, ngay cả mặt nước ở trong Hải Tần Hồ cũng như vậy. Trong tầm mắt của hắn, mặt nước của Hải Tần Hồ đang lơ lửng một tầng hào quang màu xanh lá vô cùng dày đặc. Quang mang này giống như thủy triều dũng động. Mà tại phía xa hơn, gốc vĩnh hằng chi thụ lúc nãy cũng thay đổi thành màu xanh biếc ở trong tầm mắt của hắn. Cây thân khổng lồ sáng long lanh, lập lòe hào quang màu bích lục, giống như dùng ngọc phỉ thúy mà điều khắc lên vậy. Nhưng trên thế giới này làm sao có ngọc phỉ thúy to lớn như vậy chứ? Sinh mệnh năng lượng lồng đậm khiến cho hắn có một chút hơi thở khó khăn, nhưng mà toàn bộ thân thể hắn lại phảng phất như đang cảm thấy là hoàn hồ vậy. Chỉ đơn giản là đứng ở chỗ này, hắn liền có loại cảm giác, nhưng mà lúc tu luyện đêm qua, mặc dù sinh mệnh năng lượng lời này không thuần túy bằng huy chương đen bộc phát ra ở trong nháy mắt đó, nhưng tổng số lại thật sự quá lớn. Khó trách trước đó đại sư huynh lại nói nước của Hải Thần Hồ là sinh mệnh chi thủy, đây đúng thật sự là sinh mệnh chi thủy. Hiện tại thì Lam Minh Vũ cảm thấy một viên huy chương trắng đổ lấy một ít sinh mệnh chi thủy này tuyệt đối không quý. Sau khi trở về, hắn liền sẽ kiến nghị tới tiền lối của mỗi liều phòng đi đổi thứ này. Đường Chiến Hoa cũng không tiếp tục để ý tới Đường Nguyệt, mà lôi kéo Lam Minh Vũ đi tới bên hồ. Hắn chỉ từng mảnh lá thủy tiên trên mặt hồ, tự chậm một cái đi lên, cứ kẹ lá cây chìm xuống, nó sẽ để cho thân thể của người ngầm trong hồ nước, sau đó nhanh chóng tu luyện, ta sẽ không trông chừng người, không cần lo lắng gì, tận khả năng mà hấp thụ sinh mệnh năng lượng, ăn quá no cũng không cần gấp, sau khi trở về lại tiêu hóa, hiểu chưa? Hắn vừa nói, vừa lấy viên huy chương màu làm trong tay của Lam Miên Vũ rồi ném cho Đường Nguyệt. Lam Miên Vũ đã sớm kiềm chế không được, vừa nghe vậy liền lập tức sải bước, trực tiếp nhảy lên trên một mảnh lá thủy tiên, lá thủy tiên chậm rãi chìm xuống, một cảm giác thanh lãnh lập tức chuyển khắp toàn thân của Lam Miên Vũ. Trong chốc lát, toàn bộ thân thể của hắn đã bị nhuộm thành một màu xanh lá, ngay cả hai con người cũng đã như vậy. Hắn chỉ cảm thấy sinh mệnh năng lượng lồng đậm đến cực hạn đang bao vây lấy mình, cảm giác đêm qua lập tức hồi trở lại. Ngay sau đó, vòng xoáy huyết mạch ở trong ngực hắn điên cuồng vận chuyển, thôn phệ lấy sinh mệnh năng lượng xung quanh, thân thể của Lam Hiền Vũ cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng. Cảm giác này khiến cho hắn không tự chủ được mà run rẩy lên. Đường Nguyệt thật thảy nói, không tốt, nhanh kéo hắn lên, mức độ thất hòa sinh mệnh năng lượng cùng hắn quá cao, không thể nào một thoáng hấp thu nhiều như vậy, hắn sẽ bị bạo thể. Không chỉ là Đường Nguyệt cảm thấy không ổn, ngay khi Đường Chiến Hoa liếc thấy thân thể của Lam Yên Vũ phồng lớn cũng giật nảy cả mình, lập tức đưa tay muốn chụp tới hắn, nhưng ngay khi bàn tay của hắn tiếp xúc đến đỉnh đầu của Lam Yên Vũ, đột nhiên một tiếng lòng ngầm trầm thấp vang ra từ trong cơ thể của Lam Yên Vũ. Đường Chiến Hoa cùng với Đường Nguyệt đều cảm thấy một hồi tim
đập rộn, bàn tay của Đường Chiến Hòa cũng theo đó mà dừng lại ở trong nháy mắt. Sau đó bọn hắn liền phát hiện thân thể của Lam Nguyên Vũ lại không có tiếp tục bành trướng, hai màu vàng bạc nổi lên trên từ trong cơ thể của hắn, tại lồng ngực của hắn. Hai màu kim ngân hiện lên hình vòng xoáy xoay tròn cao tốc, đồng thời từng tia khí liêu màu trắng cũng bắt đầu nổi lên, lại bị hắn hút vào từ lỗ chân lông toàn thân. Thân thể của hắn đã ổn định lại, không còn run rẩy. Thẳng đến lúc này, từ ngực của hắn trở xuống đã ngâm hoàn toàn ở trong hải thần hồ. Đây là ổn định lại sao? Đường Chiến Hòa quay đầu nhìn về phía của Đường Nguyệt, bởi là Miền Vũ là thể chất thân hòa sinh mệnh năng lượng. Đường Chiến Hòa đoán tu luyện ở trong hải thần hồ sẽ có lợi ích to lớn đối với là Miền Vũ, nhưng hắn cũng không nghĩ hiệu quả lại tốt đến trình độ này.